Xin chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài dấu hiệu chia hết cho năm ở trong quyển sách giáo khoa tại lớp 4. Các em nhớ lại cho cô cái phần dấu hiệu chia hết cho hai thì nó sẽ là các số mà có tận cùng là các chữ số chẵn, tức là tận cùng là các số các chữ số 0, 2, 4, 6, 8 thì sẽ chia hết cho hai. Đấy, số cuối cùng, một số mà có chữ số cuối cùng là một trong các chữ số 0, 2, 4, 6, 8 thì sẽ chia hết cho 2. Vậy số chia hết cho 5 thì có đặc điểm như nào? Vậy ở đây thì chúng ta sẽ có này, chúng ta có 20 chia cho 5 bằng 4 này, 30 chia cho 5 bằng 6 này, 40 chia 5 bằng 8, 15 chia 5 bằng 3, 25 chia cho 5 bằng 5 và 35 chia 5 bằng 7. Như vậy ở đây tận cùng của các số chia hết cho 5 đó là tận cùng là chữ số 0 hoặc tận cùng là chữ số 5. Tận cùng tức là chữ số cuối cùng của nó phải là chữ số 0 hoặc chữ số 5 thì sẽ chia cho 5. Còn nếu mà tận cùng là chữ số 1, 2, 3, 4 này, 6, 7, 8, 9 này thì chúng ta thấy khi chia cho 5 thì đều có số dư ở đây. Đúng không? Đều có số dư. Như vậy dấu hiệu chia hết cho 5 là gì? Đó là các số mà có chữ số tận cùng, chữ số tận cùng là chữ số cuối cùng của nó là số 0 hoặc số 5 thì cái số ban đầu sẽ chia cho 5. Các số mà không có chữ số tận cùng là chữ số 0 hoặc 5 thì nó sẽ không chia cho 5. Nhá. Chỉ những số nào mà chữ số cuối cùng là chữ số 0 hoặc là chữ số 5 thì số đó sẽ chia cho 5 thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái phần lý thuyết này, chúng ta đi vào một số các cái bài tập ở đây. Bài tập số 1. Trong các số sau, người ta cho các bạn một số các cái số ở đây. Số nào chia cho 5? Như vậy, số chia hết cho 5 là số mà có chữ số cuối cùng, tức là chữ số tận cùng là chữ số 0 hoặc chữ số 5 thì nó sẽ chia hết cho 5. Đúng không? Như vậy chúng ta có bài 1A. Ta có các số chia hết cho 5 là các số chia hết cho 5. Trong các số này, những cái số có tận cùng là chữ số 5 này. Đấy. Hoặc tận cùng là chữ số 0 này. Đấy. Thì những số này sẽ chia hết cho 5. Như vậy đó là các số 35, 660, 3000 và 945. Đây là các số chia hết cho 5. Có 4 số. Các số không chia hết cho 5. Trong các số này thì chúng ta có các số không chia hết cho 5 Các số mà không chia hết cho 5 thì các số đấy nó có tận cùng là không phải là chữ số 0 và chữ số 5. Như vậy nó là số 8, số 57, đây chữ số cuối cùng này là có một chữ số và chữ số cuối cùng này là chữ số 8 thì không được, chữ số cuối cùng chữ số 7 cũng không được này, đúng không? 4674 và 5553. Như vậy là chúng ta có 1, 2, 3, 4 số không chia cho 5. Người ta cho các bạn 8 số thì trong đó có 4 số chia hết và có 4 số không chia hết. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 2. Những ai chưa xong, kem dừng một chút, tiếp tục làm cho xong đi nhé. Xong bài tập số 2 như sau. Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm. Như vậy, số chia hết cho 5 là số có tận cùng là chữ số 0 hoặc là chữ số 5. Bài 2A. Ta có 150. Giữa cái số 150 và 160 thì có một số chia hết cho 5. Đó là, đây là yêu cầu lớn hơn 150, nhỏ hơn 160. Nhưng mà phải chia hết cho 5 các bạn nhé. Đấy, thì ở đây chỉ có số 155 thôi. Như vậy ở ý đầu tiên các bạn điền cho cô số 155. Tiếp theo,
sang ý B, những bạn nào mà chưa xong ý A thì các em dừng lại tiếp tục làm cho xong đi. Ý B các bạn cũng làm tương tự, ta có số 3575. Giữa cái số 3575 và số 3585 thì có một số chia hết cho 5. Đây, yêu cầu phải chia hết cho 5. Đó là số 3580. Như vậy các em sẽ điền số này. Sang ý C. Ý C là ta có 335 rồi đến 340, 345. Ở đây các em vẫn điền tiếp là các số chia hết cho 5 nhé. 345 rồi đến 350, 355. Như vậy chúng ta có dãy số như sau: 335 này, 340 này, 345 này, 350 này, 355 này và 360. Như vậy ở đây các bạn sẽ điền 350 và số 355. Chúng ta vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 2. Những bạn nào chưa xong, các em dừng lại, tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập số 3. Với 3 chữ số 0, chữ số 5, chữ số 7, yêu cầu các em viết các số có 3 chữ số mà có mặt cả 3 chữ số này và chia hết cho 5. Như vậy muốn chia hết cho 5 thì tận cùng nó phải là 0 hoặc là 5. Như vậy chúng ta có bài 3. Nếu như tận cùng là chữ số 0 thì các em có thể viết là số 570. Hoặc các em đổi chỗ số 5 và số 7, đổi chỗ hai số đầu này, thì chúng ta được 750. Nếu chữ số 5 đứng đầu, nếu chữ số 5 đứng cuối, chữ số 0 đứng cuối thì chúng ta chỉ viết được hai số là 570 hoặc 750 thôi đúng không? Vì muốn chia hết cho 5 mà. Chia hết cho 5 này thì tận cùng phải là số 0 hoặc là số 5, đúng không? Nếu tận cùng là chữ số 0 thì chúng ta viết được hai số. Nếu tận cùng là chữ số 5 thì chúng ta chỉ viết được một số thôi, đó là 705. Đấy, chúng ta không thể viết số 0, không thể đổi chỗ số 0 lên đầu được. Đấy, như vậy chúng ta viết được 3 số như này thôi các bạn. Xong bài tập số 3. Xong bài tập số 4. Những ai chưa xong thì các em dừng lại làm xong bài tập số 3 nhé. Trong các số sau, người ta cho các bạn một số các cái số ở đây. Người ta bảo số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5. Như vậy, số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng phải là chữ số 0. Các em nhớ cho cô. Tận cùng thì nó phải là chữ số 0. Thì nó sẽ vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5. Như vậy bài 4A, ta có số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5. Trong các số ở đây, số nào nó vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5? Chúng ta có tận cùng là chữ số 0 thì là số 660 và số 3000. Đây là hai số mà nó vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5. Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2? Muốn chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 thì các bạn chú ý cho cô, tận cùng nó phải là chữ số 5. Khi mà tận cùng nó là chữ số 5 thì nó sẽ chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2. Như vậy tận cùng là chữ số 5 thì ở đây có số 35 này và số 945. Như vậy hai số này nó sẽ chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2. Vậy ý B, bài 4B.
Ta có số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2. Nhưng không chia hết cho 2. Số mà chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 ở đây thì chúng ta có số 35 và số 945. Đó chính là 35 và 945. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được 4 bài tập đầu tiên. Những bạn nào mà vẫn chưa làm xong, cô xem nào. À, chúng ta chỉ có 4 bài thôi. Đấy, chúng ta chỉ có 4 bài thôi các em. Bạn nào mà chưa xong thì các em hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong nhé. Trên đây là cô và các bạn đã vừa đi xong được cái phần là dấu hiệu chia hết cho 5 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 4 trang 95-96. Thì nhớ cho cô là dấu hiệu chia hết cho 5 thì tận cùng nó phải là chữ số 0 hoặc chữ số 5. Nếu muốn chia hết cho cả 2 và 5 thì tận cùng của nó phải là các chữ số 0. Chỉ chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 thì tận cùng phải là chữ số 5. Muốn chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 thì tận cùng phải là 2, 4, 6, 8. Đấy. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông. Hãy chia sẻ video và giới thiệu các bạn của các em cùng vào kênh YouTube Minh Hạnh để chúng ta xem các video của cô các bạn nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.